Lâu quá không thấy chị Mẫn đi ăn lẩu cá bên chị Thảo. Đi ăn lẩu không? Chờ bao nhiêu đó. Ok, đi nha mọi người. Thế là ba đứa tôi dung dăng dung dẻ tới tiệm lẩu 67. Tự nhiên cái bà Thảo chủ quán mới gặp ba đứa tôi, bà thấy dài à. Anh gì? Mắt gì mà buồn mà khó chịu. Bình thường tôi ăn trực mà hôm nay tôi có mang tiền trả cho bà. Đúng không bà? Đúng. Ừ. Ok. Lấy tôi một phần cá viên cute đi bà. Hôm qua các bạn có coi Mẫn với lại Coca ăn cá viên cute đúng không? Thì ở đây tiệm lẩu 67 của chị Thảo cũng có bán luôn nha. Hồi nãy giờ bà Thảo bà gặp Mẫn bà thấy dài mọi người. Bởi vậy bây giờ bà bị nghiệp quật dầu bắn vô mặt nè mọi người. Cá viên cute ở đây bán một phần chiên sẵn như vậy là 50 hay 60 ngàn gì đó. Và bây giờ thì thon thon lên thon. Bàn ăn của Mẫn đã có rồi nè mọi người. Một phần lẩu cá ở đây chỉ có giá là 69 ngàn thôi. Sẽ bao gồm nước lẩu nè, một phần cá, một phần rau và một gói mì. Bạn nào muốn ăn thêm cá, tôm, bạch tuộc hoặc là bò của nắp kim châm thì các bạn có thể gọi thêm riêng. Đặc biệt là ở đây có món vú heo xào rau muống mắm tỏi cực kỳ bén luôn. Mọi người nhớ ăn thử món đó nha. Ui da, nói nãy giờ mà quên mất tiêu. Đây là tiệm lẩu 67 nằm ở 67 đường Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình. Wow, ngon quá. Ăn mà bóc hốt dơ dáy. Còn ông này nữa ăn vụng mà quýnh liền. Ây da, sao quýnh tôi? Tôi trả tiền tôi còn chưa ăn nữa mà ông ăn trước hả? Trong lúc chờ lẩu sôi thì mình sẽ thưởng thức trước món cá viên cute chấm với lại cái mua ớt đỏ này nha. Rất là ngon luôn, bạn bè đi chung với Mẫn ai cũng khoái hết trơn á. Tại vì nhìn hình vừa lạ mà vừa ngon. Tiếp theo là vú heo mắm tỏi. Trên miếng rồi bà. Không bà, tôi bao bạn lẩu chứ đâu bà bạn vú heo xào. Ê bông tím kìa. Ủa bông tím đâu? Mú heo sực sực dai dai rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển qua xử cái nồi lẩu cá này đây. Đi ba đứa nên tụi tôi gọi quá trời tấp binh luôn. Mà theo cái khẩu vị riêng của Mẫn là Mẫn cực kỳ thích nước lẩu ở đây luôn. Nó chua chua, ngọt ngọt, cay cay, rất là ngon. Ba đứa kêu quá trời ăn no cành hông luôn mà chỉ có khoảng 300 ngàn thôi. Bông tím kìa. Thôi, đừng có xà. Nani?